Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà Đất Navada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Tức là anh chị xem kênh Navada đó là mình sẽ gọi cho chủ luôn, mình không có cần qua trung gian, mình không tốn phí hoa hồng cũng như là môi giới. Số điện thoại chính chủ của anh Trung là 0932 040407. Hiện tại anh đang có nhu cầu bán một miếng đất mặt tiền con đường số 6 này nè anh chị. Đường số 6 này nè. Bây giờ mình sẽ quay quang cảnh một vòng cho quý anh chị tham quan nha. Hiện tại khu vực này là một khu đô thị mới tiếp giáp với lại Bình Chánh nha anh chị ha. Quang cảnh nè, xe hơi rồi nhà dân. Khu này là điện âm rất là đẹp luôn anh chị. Điện âm chỉnh trang. Đường số 6 nè, giao với lại đường số 5. Nhà xây kính đặt luôn anh chị. Bề rộng đường lên tới 10m. Khu này là xây dựng tự do rồi. Quá đẹp anh chị ha. Rồi ok. Thì cái vị trí này mình đang đứng á, là nó thuộc khu đô thị 5 sao, nằm trên mặt tiền đường Đinh Đức Thiện. Vị trí này thì anh chị đi về chợ Bình Chánh ở ngoài quốc lộ 1A đó, là nó khoảng tầm có 3 km thôi. Còn anh chị nào đi về bến xe miền Tây ha, là nó khoảng 13 km, thì đâu đó mất khoảng tầm là 25 phút di chuyển anh chị. Và miếng đất đang cần bán hôm nay nằm bên tay phải nè, nó tiếp giáp mí với lại căn nhà bên đây anh chị ha. Tiếp giáp mí với cái bề ngang là 12m, chiều dài sâu vào 18m, hướng đông hơi lệch bắc, hướng đông. Thì nếu như mà từ cái mép nhà đó mình kéo qua bên đây 12m thì nó khoảng tới bên đây nè anh chị. Nó tới khoảng đâu đây, giống như là hai miếng anh chị ha, hai thửa đất á. Tại vì trung bình ở một thửa ở đây là nó khoảng tầm 6 x 18 thôi. Cái chiều dài nếu mà 18m á, là nó sẽ tương đương với lại 3 căn. Ở đây là 2 căn, thêm 1 căn nữa là nó tiếp giáp với lại cái miếng nhà phía sau này luôn nè anh chị. Ngang 12, sâu vào 18, toàn bộ là đất thổ cư, sử dụng riêng, lâu dài. Và ưu điểm của cái khu đất này hiện tại là nó đã có sổ hồng riêng cho từng thửa hết rồi anh chị ơi. Và anh chị về đây là mình xây dựng tự do luôn. Anh chị nhìn thẳng qua bên đây thì mình sẽ thấy là có cái quán cà phê nè. Có quán cà phê, rồi đối diện qua bên kia là có căn biệt thự anh chị. Thì nếu mà anh chị về là mình cũng sẽ xây biệt thự tương tự như vậy đó. Thiết kế theo như ý của anh chị mong muốn. Và giá đất ở khu vực này hiện tại anh chị rất là rẻ luôn nha, rất là rẻ. Đối diện qua bên kia là mình thấy ban quản lý nha, ban quản lý khu đô thị 5 sao. Bên đây là 5 sao 1 anh chị, nó còn có khu 5 sao 2 nữa. Điện âm chỉnh trang, sổ hồng riêng từng căn. Người ta cũng đang xây dựng nè anh chị. Xe hơi, xe tải tới tận nơi, rồi mình đưa vào bên trong, hoặc là anh chị đậu bên ngoài cũng được. Ở đây nó có bảo vệ 24/7 luôn nha. Từ ngoài cổng đi vô là có bảo vệ túc trực. Thành ra anh chị ở đây rất là yên tĩnh, an ninh. Trong cái khu đô thị này là có trường mầm non. Và anh chị đi xung quanh bán kính của khu này anh chị khoảng tầm 5 phút thôi là đầy đủ trường từ cấp 1 tới cấp 3. Gần chợ Bình Chánh, gần chợ và khu công nghiệp Cầu Tràm. Nằm trong khu dân cư rất là đông. Thì hiện tại rất là nhiều quý anh chị ở xa khu Phú Mỹ Hưng á, mình về cái khu 5 sao này mình mua đất, mình để dành. Tương lai mình sẽ về đây định cư xây dựng anh chị. Và chỗ mà đám cây này nè anh chị là quán cà phê đó, đối diện qua là dãy căn biệt thự ha. Thì miếng đất của mình đối diện qua thì có cái căn nhà đang xây, mình thấy là một trệt với lại 3 lầu. Anh chị thấy cái khu đô thị mà sầm uất như thế này á, thì có đáng để mình về ở hay không? Kế bên mình luôn là cái cao tốc Bến Lức Long Thành đó anh chị. Cái hướng đường mà tương lai dân miền Tây người ta sẽ phải đi cái hướng này để đi ra sân bay quốc tế Long Thành. Nên vị trí của khu đô thị này rất là đáng để mình đầu tư luôn. Đi xích ra chút xíu thì anh chị sẽ tới đường Đinh Đức Thiện. Xung quanh là khu dân cư, chợ với lại trường học đầy đủ. Thuộc Long An nhưng mà nó tiếp giáp với lại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Mà giá đất còn rất là rẻ luôn anh chị. Thì mình tiết lộ cho anh chị ha. Với một cái diện tích là 216m2, ngang qua 12, dài 18. Miếng đất này là dùng để xây biệt thự nha anh chị. Xây biệt thự. Thì giá bán cho 1m2 á, nó chỉ có 24 triệu 1m2 thôi. Và giá này là đất thổ cư anh chị. Đất thổ cư. Tổng á, là 5 tỷ 200 triệu. 5 tỷ 2. Giá có bất lộc. Gọi trực tiếp cho anh Trung là chính chủ qua số 0932 040407. Bên dưới đây là cái số chính chủ của anh luôn nè anh chị. Anh chị làm việc trực tiếp, mình không có tốn phí hoa hồng môi giới gì hết. Về đây xây dựng tự do.
Thường thì đất biệt thự anh chị xây một trệt, một lầu hoặc là hai lầu thôi là ở tuyệt vời luôn rồi. Ok ha, bây giờ mình sẽ mở sổ hồng để quý anh chị tham quan. Sổ hồng riêng có địa chỉ tại ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Diện tích đất công nhận trên sổ lên tới 216m2 sử dụng riêng, toàn bộ là đất thổ cư và thời hạn lâu dài. Bên phần sơ đồ thì đất này có hướng chánh đông, hơi lệch bắc, bề ngang 12m, chiều dài 18m, đầu đuôi bằng nhau. Đường trước đất của mình rộng lên tới 10m, xe hơi xe tải lưu thông. Mua bán sổ hồng riêng công chứng sang tên một nốt nhạc. Và vị trí của lô đất mình sẽ để trong phần mô tả, anh chị có thể bấm vào để tìm tới. Đây là khu đô thị 5 sao nè anh chị. Nó chỉ có cái hình vuông như thế này á, thì chỉ có một cái lối vào bên đây thôi, thành ra bảo vệ 24/7 rất là ok. Và đây là mặt tiền đường Đinh Đức Thiện. Ở trong khu này á, thì nó có một cái nhóm nhà trẻ nè anh chị. Đó, còn chị đi ra ngoài này là có trường tiểu học ngay đây luôn nè. Đây là đường Đinh Đức Thiện. Thì anh chị để ý ha, cái khu Five Star này nè anh chị, nó nằm ngay địa phận của Long An với thành phố Hồ Chí Minh nè. Long An nhưng mà tiếp giáp với lại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị đi xích quê chút xíu à, thì nó sẽ tới khu công nghiệp Cầu Tràm và chợ Cầu Tràm. Còn anh chị đi lên hướng này thì nó có thể đi về chợ Hưng Long bên tay phải mình nè anh chị, chợ Hưng Long, chợ Long Thượng gì đó. Rồi từ cái khu Five Star này nè, anh chị đi đường Đinh Đức Thiện khoảng 3 km, thì ra đây á, là chợ với lại trường học là rất là nhiều rồi, không nói nữa rồi. Đó, đi 3 km là tới chợ Bình Chánh. Ở ngoài này là quốc lộ 1A. Đó, anh chị đi khoảng tầm 7-8 cây là tới đại lộ Nguyễn Văn Linh nè, bệnh viện Bình Chánh nè. Đó, rồi anh chị đi thẳng lên trên đây thì mình đi về bên Enmon Bình Tân, bến xe miền Tây, đâu đó nó mất khoảng tầm 30 phút nha anh chị. Và bây giờ mình sẽ xuất phát đi một vòng cho quý anh chị tham quan nha. Mình đang có mặt tại trường mầm non nè anh chị. Trường mầm non nằm trong cái khu đô thị của mình luôn. Phòng học có máy lạnh, sân chơi, hồ bơi. Nếu mà chị anh chị có con em trong độ tuổi đi học thì có thể là cho các bé học ở ngay trong khu đô thị này luôn. Thì có bảo vệ 24/7 luôn, rất là ok anh chị ha. Đèn đường là âm hết, xe hơi đậu bên ngoài thoải mái, mình không có cần phải đưa vô nhà anh chị. Bề rộng đường lên tới 10m. Lợi thế khu đô thị rất là lớn anh chị, tiếp giáp địa phận của Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, và nằm trong nằm kế bên cao tốc Bến Lức Long Thành nha anh chị. Kết nối các tỉnh miền Tây đi về sân bay quốc tế Long Thành. Anh chị thấy là nhà xây kín đặt hết rồi. Bây giờ mình ôm tay phải này vô cái đường số 6 ngay chỗ cái nhà đang xây nè anh chị, thì sẽ tới vị trí miếng đất xây biệt thự đang cần bán ha. Miếng đất đây. Thì đầu clip tới giờ mình đã quay rất là chi tiết rồi, tiếp giáp với lại cái mí nhà này, ngang 12 dài 18, hướng đông, hơi lệch bắc chút xíu. Rồi bây giờ mình đi một vòng quay quang cảnh cho anh chị xem nha. Ngay đây có cái quán cà phê cũng rất là lớn anh chị. Trong đây là khu biệt thự nè anh chị thấy ha, ngay nhà mình luôn. Đây là những cái khu biệt thự. Rồi quang cảnh một vòng thì nói chung là mình thấy nó cũng đã xây dựng khá là nhiều rồi, đất trống thì cũng còn rất là ít nha anh chị, và giá thành thì cũng rẻ nữa. Đường xá thì thông nhau hết, như anh chị thấy ha, đường xá là thông nhau hết. Bên kia chỗ cái nhà đang xây á, là miếng đất của mình. Rồi ngay đây là quán cà phê nha, nhà mình là sát bên quán cà phê luôn, thành ra anh chị có thể là mình kinh doanh mua bán gì đó cũng được. Xây đường thì mình thấy nó giống như là bàn cờ vậy đó. Quang cảnh một vòng. Rồi ngay đây là chỗ ban quản lý nè anh chị, ban quản lý khu đô thị 5 sao. Mình đang chạy ra chỗ đường số 1 nha anh chị. Có rất là nhiều hướng để đi vào cái miếng đất đang cần bán. Anh chị thấy ha, nhà cửa xây dựng. Bên đây là đường số 1 là con đường chính nè anh chị. Đây là con đường chính để mình đi ra ngoài đường Đinh Đức Thiện. Rồi mình đi về chợ Bình Chánh nha. Nếu mình quẹo tay trái là mình đi chợ Bình Chánh, khoảng tầm có chưa tới 3 km. Đi về bến xe miền Tây thì khoảng tầm là 25 phút thôi. Đường xá nó thông nhau hết, xe hơi đậu thoải mái. Hiện tại đất này là đã có sổ hồng rồi, thành ra anh chị mua bán yên tâm, không có sợ về những cái vấn đề tranh chấp hay là lừa đảo gì đâu. Đất ở toàn bộ luôn, full thổ luôn.
À, ngay đây là cổng chính anh chị. Cổng chính ngoài này nó cũng có cái quán cà phê, là có bảo vệ ngồi trực 24/7. Rồi mình đã tới mặt tiền đường Đinh Đức Thiện rồi anh chị. À, nằm trong khu dân cư luôn ha. Anh chị thấy xung quanh là khu dân cư nè, rất là đông. Ra ngoài này là buôn bán cà phê, quán ăn đầy đủ. À, quay nhìn lại mặt tiền khu đô thị mới 5 sao ha. Rồi ok, thông tin rất là rõ ràng. Cái hướng này là mình đi về chợ Bình Chánh khoảng tầm 3 km nha anh chị. À, anh chị nào cảm thấy ưng ý với một mức giá bán mình thấy rất là hợp lý luôn, chỉ từ 24 triệu cho mỗi mét vuông, giá tổng 5 tỷ 200 triệu, thì có thể gọi trực tiếp chính chủ cho anh Trung, số điện thoại bên trên góc phải màn hình. Xin cảm ơn quý anh chị mình đã quan tâm và xem tới đây. Nhớ nhấn like, đăng ký kênh và mình sẽ gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Nhà Đất Nevada. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website nevada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 00089 để được hỗ trợ nhanh nhất.